các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, mình là Trần đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới có tên là God of War. Một tựa game được làm bởi Jason Robert và được phát hành từ Annapurna. Tựa game này được sử dụng nghệ thuật cao, một loại nghệ thuật rất là đặc trưng. Và đây là game được đánh giá cao nhất, được đánh giá tích cực từ người dùng trên Steam. Vậy các bạn biết không, thì game này là do chính một mình tay ông Jason Robert làm ra với sự trợ giúp của một số người thôi. Và ông là một nhà thiết kế và ông đã phải làm game này tới tận 5 năm và mới ra được cái game hoàn hảo sử dụng nghệ thuật công này. Rất khó là nó có thể ra một cái game sử dụng nghệ thuật công và được nhiều người đánh giá tích cực như thế này. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cho nó. Bắt đầu này. Có con rồng hay gì là cái nút thu nhỏ đúng không? Đúng không? Đây đây nó không mèo nó sắp ra à, nó tìm và tài liệu con rồng. Nó thấy con rồng ok. Trong hình này cái gì vậy? Hình con rồng à. Với hình ở dưới là hai người là đó dâng lên cho con rồng kia một cái xô gồm có 5 trái và hai người đúng không? Đây gì đây? Xanh 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 đục, đỏ, vàng, tím. Con suy nghĩ gì đây? Đi lắm hả? U giờ nắm được chia ra thành bố rồi. Giờ sao đây? Ui trời này nó tương tác nó xịn luôn. Ta có thể kéo mấy cái đồ này ra xịn đấy. Đồ nhỏ. Ồ chắc ta gọi đây là cầu bi đỏ đấy. À nó nghĩ đâu thì coi xô đúng không? Nó lấy cái xô đi đâu đây? Xe đứng đó kêu không to được rồi. À, ok kéo này nữa không? Được thôi. Đây là một người khác mà với một con vẹt. Ô không phải luôn. Ok. À cái này là tay ghép ảnh nhưng mà ta sẽ có được một cái đoạn cắt xin khác nhau. Cắt điện còn đi ra ngoài. Tự nhiên đặt cái xô ở đó nên nay đang nghĩ vừa trái màu đỏ. Vậy bây giờ chúng ta tìm trái màu đỏ đúng không? Cái gì nhấp nháy ở đây à? Wow. Ui nó ghép 3 cái bức ảnh tạo thành một cái cách xin luôn. Xin nha. Ờ nó không mèo. Nhưng mà ít ra nó có trái màu đỏ. Giờ còn bị ép ở để đi đâu đó. Bây giờ nó cần tìm cái màu xanh lá cây. Ok. Gì? Wow. Đây, người ngoài xi lan lúc nãy bị chấn thương giờ đây là người khác. Không, hình như cùng một người. Mặc cái áo màu đỏ. Mình nghĩ đây rất có thể là cùng là hai người này. Trong hai bức ảnh này là cùng một người. Là hai người này đều là có biết áo đỏ. Đây nghĩ đây. Ui, đi lên à. Ok, hiểu rồi. Mình cũng dần dần hiểu được rồi nha. Giờ có bia đỏ đi lên trên này. Giờ đợi cho các cánh cửa. Ok nha nha. Đó, ok. Có cái cổng hình vẽ màu xanh kìa. Mình này có gì không? Ok trên lúc này gì đây? Có người còn tè đây. Cánh cửa mở ra vô và lấy được cái trái màu xanh đây kìa. Ok. Cái cửa nó bị đóng gạch rồi.
Cũng được rồi. Ok, giống cái cảnh trong này, trong cái bức này trong nhà của cậu biết rồi. Ta sẽ phải làm gì đây? Cái cửa này cũng giống ha. Ô, kéo được à? Hiểu hiểu. Đây, đây là có cái bức thứ hai rồi đây. Cậu biết em đợi đi vô. Ôi, thế rồi đấy. Rồi thì cậu biết áo đỏ để được cái solo trên này. Ủa đây trái táo á, cái táo này hơi lạ. Ô, kéo được không à? Ok, kia được đây. Một cái cảnh hỗn loạn, chắc là đang trong chiến tranh hay gì ấy. Và đây là một người khác nữa, cũng suy nghĩ và cũng rộng giống như cậu biết áo đỏ. Ok, gì đấy? Rồi nha. No. Quay đợi xíu. Hiểu rồi. Nó được. Ta ghép vô là ta đã có được cái chám xanh lá cây rồi. Rồi xin. Đầu ta có trái lá xanh. Giờ nó đang nghĩ trái màu vàng, giờ ta sẽ dùng trái màu vàng đúng không? Vì đây xin người cùng cái người này. Ôi, vậy là rất có thể đây là cùng một người luôn. Đây là cái người trong bức ảnh đang ở dưới tầm hầm hay cái gì đó, khu trú ẩn ấy, là cùng một người với cậu béo đó. Đây làm gì này? Ui dồi. Ủa, chắc đây đang thời kỳ chiến tranh rồi. Thờ Ủa, không có đèn được xem rồi. Cái đấy. Cái hình gì đây? Lấy cái xe đổi vô cái... cái xe này mình đổi vô cái lắm đèn đúng không? Đây đây đây. Rồi xéo rồi nha. Thấy rồi. Thêm một cái trang nhạc khác. Thêm một cái xe nữa. Ui, nó kiếp thêm bức ảnh luôn kìa. Nó đã bị ngang rồi. Giờ làm sao? Không to. Ui. Đổi ở đây được không? Không. Thay cái phụ nhỏ được rồi. Hai bức ảnh. Đợi đại thứ nha. Được rồi. Hiểu rồi. Cần để xem đúng không? Là phải có cái đèn quay bức ảnh đây trước. Ta phải không to vô đây đúng không? Cái này thử, ta thử. Nó nặng hơn rồi. Ở đây là quay bức ảnh kia rồi. Xin. Giờ ta tìm một sale được đúng không? Đợi xíu nha. Đó, xé. Xin. Con bướm kìa. Nó để đầu lại trên cái bóng đèn. Thế nó thích cái bóng đèn ấy. Gì ở đây? Ui, cái hình cái tém màu vàng ở trong khu vang đấy. Thêm một bức ảnh khác nữa. Ok. Ta làm một cái cảnh tượng khác. Vua là cộng rồng nó đang đi ở trong cái phần nữa. Còn nó ghi đây thì ông đây chắc là trong tương lai, cậu biết đó trong tương lai đây trong thực hiện chiến tranh và đang nghĩ lại với cậu biết ông đó trong quá khứ của mình. Ok, hai bức ảnh rồi. Ôi, lật nữa rồi. Sao á? Thêm cái cái đây cũng giống cái lúc nãy á, hình cũng rong đấy, nó vẫn di chuyển được. Bây giờ làm gì đây?
hơn quá đã khét rồi. Một cư khác đang suy nghĩ quá thiên thần. À cái riêng nữa. Okay. Câu bướm lúc này đúng không? Nó muốn lại nhưng mà không được. Tiếc quá ha. Vì vậy đây cũng lấy cùng một cười. Lấy áo. Ui. Cái gì đây? À. Ô, mình thấy cái tầm tiếp theo này. À. Ui, cái gì đâu bên kia? Nhưng mà nó có gì hết. Rồi chứ. Ngoài này. À hiểu không? Đây đây đây. Mình xuống. À đây đây đây, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Đây nha. À làm sao ha. Rồi. Hiểu cũng hiểu hiểu. À làm sao. Cắt cái đây, cái đây. Đúng không? Rồi bỏ ơi. Game này cũng hack não ấy. Nhưng mà nó không về được mình đâu. Ngôi xe đâu, ngôi xe đâu. Con này nó thích ngôi xe, ngôi xe. À ok. Nó đầu tiếp rồi kìa. Có thể được vô hoa văn nữa rồi. Yeah. Đây về bên đi mua. Ok. Dép nữa. Ui, chip gì đẹp vậy. Ô chỗ này lá đứa cây đồ mắc màu hết. Không đẹp. Chỗ này hơi u ám à. Ôi, mình đang nghỉ á. Mình đang nghỉ quá, cảm ơn bạn. Ở đây hình thu nhà cũng bất khất gì khác luôn. Éo nha. Vậy cái ông đây cùng với éo đỏ nữa. Thật cứ lật giống như cậu bị éo đỏ. Ui. Cái suy nghĩ của ông thành một cái tơ. Vậy sao mình không ghê tao. Vậy đây ta có một cái thép đồng hồ. Ui có thêm một cái người. Là hai người đây cùng một cười nha. Tôi trắng bừng đen hết à. Còn trong tờ báo là thì trong tờ giấy là có hình cái đen, hình cái đồng hồ chỉ cái thời gian nhất định và hình ngôi sao. Mọi người đợi được thời gian này chỉ có ngôi sao ấy. Được quan coi thử. 7:23. Ok. Bây giờ mấy giờ? Nó chỉ mấy giờ chiều ấy. Ui. Kéo nữa ấy. Xe quay. Ui. Cái ảnh gì đây? Có hướng vô ngoài sao. Không, cái đó mình không hiểu rồi. Hôm nay là gì? Hằng ngủ rồi. Rồi còn một bướm lúc nãy hả? Để còn một người nữa. Đúng không? Thì ngoài sao đi đây. Ui, cái lấy sao? Quay đợi đợi đợi. Nó hứa vừa hiểu khi nó sao. Ok. Mình không hơi khó hiểu. Hơi khó hiểu xíu nhưng mà ok. Còn này có gì nữa không? Ủa ông kia đi đâu mất rồi. Giờ ta có thêm cái gì đây. Một cái kim. Tay gắn lên được không? Được à. Thấy cái này vô được không? Cũng được luôn. Đợi xíu. À. Mà nó không có giống, nó không có giống. Cái này kia không đẹp. Ui. À cái này cái tính nhiệt độ đun sôi. Nó là mát sớm không à?
nó chỉ số 7 à, đúng rồi. Nếu mà đợi xíu, nếu mà cái đây chỉ đúng rồi ấy, nó đúng rồi, nhưng cho mọi cái kim này là sai kim dài ấy, kim phúc ấy, nó phải chỉ đúng này, nó liên quan đến nó sao sao ấy. Rồi ôi cái đấy ngủ rồi quên đâu từ xíu nha. Lộn xộn mất rồi. Đúng không? Rồi. Buổi tối rồi. Có sao rồi. Ủa giờ ông đây đang xem kiếm có sao đúng không? Giờ mình cần phải tìm kiếm. Đây. Rồi. Cô muốn để đầu lên tiếp rồi. Thêm một cái hình đèo quen nữa. U ám nha. Giờ mình quay lại cái ở đâu rồi? Ông lúc này kia đâu? Đây. À đây đúng rồi. Thêm hai bức ảnh nữa. Ông này ngoài. Ủa gì không có chết tréo rồi? À. Ôi. Cái con xe nó biến thành chấm một vàng. Ok check em. Ok. Bọn tính là một vàng nha. Rồi cờ biểu đòi đòi vô. Đi đâu mất rồi. Giờ tìm trái xanh lục quá. Ok. Ok gì đấy. Cái bức ảnh khác nữa. Nhiều quá. Còn cái này suy nghĩ mà đi lên sao làm sao ông đây suy nghĩ mà cậu bị eo đỏ bị rơi xuống. Dạ, hai người này cũng là một. Ông đây nên nhớ lại hồi xưa của mình. Vậy dạ, ông đây trong tương lai nữa. Ủa, thêm một người nữa. Dễ dễ thêm một nhân vật là cậu bị eo đỏ nhưng mà trong tương lai nữa. Cái gì đây? Ok. Hình ông này đi vậy? Nó có ông này đi đâu? Đó, đây. Đây xíu, đây xíu. Đây cái hình khác nữa vậy? Ảo quá. Khó mà hiểu được cái hình này. Dòng đây còn có một cái đường nữa đây. Trong này có hướng dẫn à.
gì giống nhỉ? Đây đây đây. Mình nghĩ ra, mình nghĩ ra. Đây. Mình nghĩ ra rồi. Đây sẽ được thoát à? À đây, thoát à. Rồi. Không. Đây. Ta veo lại à. Đó. Chim khớp cực kỳ luôn ấy. Hát cũng hơi hát não ấy. Ở kìa. À, hình như nó lắc xe cho nó. Good. Ô, nó bị nghe rồi. Làm sao cho nó không có bị nghe hay sao ấy. Được coi thôi. Rồi giờ nó đang. Để mình xem thử có gì hay hay không nha. Có cái này à. Bay đi. Ở đâu? Bay bay. Khớp luôn. Cực kỳ khớp luôn ấy. Đợi xíu, mẹ nó. À, đúng rồi. Giờ mình lấy cái ảnh kia vô. Đây. À, sao nhỉ? Đây, ok. Nó không có đứa này đi nữa. Chưa rồi. Giờ sao? What? Như cái teleport ấy. Giờ đây ở trong bức bức tranh thứ ba rồi. Giờ làm sao được vai đây à? À. Ô bức ảnh khác nữa à? Có thêm một bức ảnh nữa. Nó bị nhiều à? Giống, giống như mình có điều nó bị nhiều. Ta phải làm sao cho cái này chiều đồng nữa ấy. Đó, mình phúc cái ông này. Chứ này chắc mình không cần nữa đâu. Ôi ê kia nhỉ. Ơ kìa. Không mình vô cái lấy cây lại thử có gì mới. Nhìn thấy cái bánh này nó cũng xay giống như lúc này. Được không? Không được. Ơ kìa không được à. Thế hơn này. Không. Sao ha? Thôi vậy mình phải thoát ra rồi. Không thoát nè, mình không biết làm sao vậy. Có một cái mình chưa nhìn nãy giờ là cái này à. Lấy cái hình này. Này đi bộ à. Ui, cái này không có gì. Ui. Ui, được không? Có biểu đỏ trong tương lai đang đi đâu đó. À, mình hiểu rồi, giờ nó xây cái động cơ. Đợi xíu nha. À. Ông này cứ làm khó mình nè. Cái bánh linh trong đó. Thế nó cứ. Khó hả? Nó phải có cái cách nào khác để qua. Chết rồi.
Làm sao để đưa cái vòng tròn này vô để xây á. Không được luôn. Hơi bị một mình rồi nha. Cái hình lục này đâu mà. Đây đúng không? Đó. Nhưng mà giờ mình phải làm sao đây? Ủa qua được tấm ảnh này cái gì không? Ủa yeah không? Hình ảnh của một ông này đó. Phải nghĩ là hồn ngảo lên nè. Hey yeah. Quá nha mày, lại nó làm đi vô được. Có cái vết lỗ nó ở chỗ này nè, nhưng mà mình khó mà hiểu được. Mình chỉ có thử nghĩ đến cái này thôi. À hiểu. Đợi nha. À. Trời ơi. Nãy giờ mình không nghĩ ra. Đúng hướng chưa? Cái cạnh này thôi. Đấy. Rồi. Ok. Rồi, đi được rồi. Wow. Chưa được. Rồi chưa. Không rồi. Nó phải xây 180 độ hay sao ấy. Đợi nha. Ok. Hơi hắc nẻo nhưng mà vẫn em được nha. Rồi vẽ tấm thứ hai. Vẽ tấm thứ tư rồi. Ok tối rồi. Giờ nó ra một cái bức ảnh khác nữa. Mình mong nó là bức ảnh đấy nha. Vui. Đó đúng không? Nãy giờ mà mình không nghĩ ra không. Thoát. Cái thứ ba hết sợ rồi. Ê, nhưng mà mình phải biết được mình nên xây cái gì ha. Để mình xem được có gì để xây không. Còn kia được đây phải xây 90 độ lại, phải xây lại rồi mình biết nên xây cái nào ấy. Thôi. Hờ muốn được khỏi ở đâu chi à? Chưa được chưa? Được rồi á. Rồi, đi xuống rồi. Thì nó về tấm ảnh cuối cùng đúng không? Và nó về đóng ảnh cuối cùng. À hiểu. Rồi. Về áp bài nhỏ mặc áo đỏ của chúng ta để lấy được trái màu xanh lục rồi. Xin quá. Chúc mừng. Ôi à. Giờ nó làm gì nữa ha. Ô, đây một cái hình khác nữa. Một ông da nào đó. Ủa hai ông da. Hai người này cùng cười.
hai người cũng đều đang suy nghĩ giống như cậu bé đó. Có khả năng là hai người này sẽ cùng cùng một người giống như cậu bé đó. Không, cái này không đi qua. Ok, hiểu rồi. Đó. Cái ông này không có gì đâu. Ủa, có xe buýt kìa. Ông này có làm gì không? Ông này làm gì? Ủa, ông này nghéo luôn kìa. Ông nhớ là cái cảnh mới bị rơi à? Tại sao à? Không, mình chịu. Qua đây. Ủa, nó sẽ nằm xuống à? Ui. Là cái gì? Ôi giờ là cậu biết áo đỏ bây giờ đang tìm cái màu tím luôn. Ồ, cái khu keo thì sẽ tìm là gì vậy? Nó chơi cái tòa tháp cái gì vậy? Cái tấm mới à. Hai cái bức ảnh thế này. Đấy, hình như đây là chỗ cái tòa tháp à, đúng không? Chỗ đỡ xíu biết đây. Không, ủa. À, hiểu. Rồi. Vô đi. Rồi. Xíu biết đi không? Kia rồi. Kia chỉ biết. Ủa đây, đây là cái tạo xí biết ray hả? Trong đó ấy. Ờ đây đây một cái map. Ok. Làm sao? Nó đi làm một chuỗi không lật á. Ok được không? À được á. Ok ok hiểu rồi nha. Đó. Rồi rồi rồi. Nó sẽ không ra ngoài được. Ở đây. Ủa, ông đi sang chỗ cái chỗ vào tháp à? Đi nhanh coi. Tầm này đi hơi lâu ấy. Rồi đi tới kìa. Đó. Ủa, thời đó có điện thoại à? Vài báo rồi. Rồi, có biết rõ đây rồi. Đâu mất rồi. Nhìn dùng như nó đi. Xin đi mất rồi. Đâu. Đi suy nghĩ gì đây. Biết ngay mà, nghĩ nữa. Đây hơn một ai nữa. Có phải cậu biết không đó? Sẽ nhìn giống như một người khác ấy. Cái gì đây? À, đây. Làm sao được đi qua hả? Cái này mình chịu nha. Còn cái này thử. À, mình hiểu rồi. Là nó suy nghĩ thì nó sẽ đi, hành động của nó và suy nghĩ của nó. Mình thay đổi suy nghĩ của nó ấy. Không có gì hết, nó đi rồi. Shit. Giờ làm sao à? Mình cho nó đi lại thôi. Gì đây? Hơi khó là nha. Ai ơ đây. Ui cô, à rồi rồi. Mình muốn
nó đi chỗ khác rồi mình cho nó đi chỗ khác. Đó, rồi đi về đi. Rồi, nó nhìn vô rồi. Mình cái kéo á. Cái kéo rồi chi nó. Đi xem phải. Không phải chỗ đó. Ok á. Xin người sẽ cho kín đáo dưới đó có gì, có mỗi cái này là mình nghĩ là hơi khó rồi à. Con nói này được đi không à? Chán một tiếng kìa, chán đến phút đấy. Đây phải làm sao đấy ha. Mình biết là nó cùng thông thông một chỗ mà sao nó cứ khiến mình bó tay à. Chủ vô, vô đây được à. Luôn thử cái khác nữa nha. Xin sang trái thử. Sẽ quay lại. Ở kìa. Được quay rồi nha. Là gì ở dưới không đi. Ôi. Ôi. Trời ạ. Bé ok 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 hiểu rồi hiểu. Trời ơi này chứ. Rồi đi vô cổng ấy. Giờ đây là thành cò bía eo đỏ phiên bản mini rồi. Ô, đâu rồi? À, mini hết rồi. Đâu suy nghĩ nữa không kìa. Lên làm sao đỡ phóng to lên. Suy nghĩ gì đấy? Không suy nghĩ gì nữa. Được rồi, có gì hay hay không? Cái hình gì hay à? Giống như hình leo lên à? À, đợi xíu, đợi xíu. À. Xíu. Đúng không? Mình nghĩ là nó đúng ấy. Không được ấy. Ok. Ấy, sẽ lại xuống rồi. Mình bật hơi một mình nào nha. Chết rồi, mình suy nghĩ ít thôi đấy bạn. Mình phải suy nghĩ gì đó cho nó xịn xịn thôi. Cho nó leo lên đó xong rồi cho nó xuống lại được mà. Sao không được. Mình vô là tới lúc này rồi. Leo lại được, leo lại được. Mình không biết phải làm sao nữa. À ok ok ok
Rồi rồi, tiếp theo nữa nha. Không. Rồi. Xuống rồi. Ủa, phóng to lại rồi. Chắc không biết đỏ trong cái thế giới này thế Canada. Thế sao nhỉ? Ui, chưa trên đây rồi. Rồi, hai trái táo đi. Ông hình như trái trái gì ta đùng nhỉ? Một tiếng rồi. Đã đủ 5 trái rồi. Vậy sao nữa? Đi vô. Trời ơi, giờ đây hết suy nghĩ rồi. Đây à? Không không. À đây. Rồi. Ui nó dơ lên kìa. Ui nó hiểu nghĩa một kìa. Chuẩn bị. Ui nó mất khói lên kìa. Con rồng à? Ủa gì vậy? Đã được chiều qua con rồng. Ok. Ủa xin nó nhắm mắt này. Ủa gì chiều qua thất bại luôn. Nó không có thỉnh câu lại. Ở kia đồ ông đây rơi. Hơi đau ấy. Gì ông này tí à, xong rồi ông đó bị thương cái chân rồi bị tan tàn xong rồi tới những cái đoạn sau đây cảnh hoang nát à. Ôi gì đây, đây là cậu bị áo đỡ khi mà trở nên già mua không? Hôm nay giờ nhớ lại những cái chuyện đó buồn quá. Tiếp quá. Cái hôm nay thì không vẽ được gì. Ok. Ủa, không có bướm này. Sao vậy, làm sao? Tất cả mọi nhân vật mà ta thấy đều là không biết đó. Ôi giờ đang xin. Giờ nó kiểu đen tuyệt vọng ấy hiểu không? Đây suy nghĩ của sự tuyệt vọng ấy. Buồn á. Hơi tiếc hả? Hơi bị tiếc ấy. Đây có biết đâu. Sẽ cứ đi xung quanh này. Màu xanh nước biển à.
chơi ông này. Đây lúc mà vị trí à, chụp cho nó cay à, nó cay cực kỳ luôn. Và tám cái màu đeo này à. Ủa đây đồn đâu vậy? Đồn đâu? Đúng rồi. Bị hack não nha. Đó, hôn đi à. Đâu có bướm bướm à. À. Ủa, nó bay lên. Ủa, gì? Con bướm trực trực cho một vàng. Ok, ok. Vậy là cái chim thiếu mà nó chạy kiểu không ạ? Wow. Ông gì đang ở trên đâu ạ? Trên mây. Và chúng ta đã hoàn thành xong từ game này. Từ game được làm bởi Jason Robert. Sau khi chơi xong, team mình còn đang suy nghĩ về rút ra được một giả thiết của từ game Goroguya này. Thì từ game Goroguya mặc dù sử dụng người thủ công, nhưng sau khi chơi xong thì đã có thể thấy rằng game này gửi cho ta một câu chuyện của hành trình của một cậu bé áo đỏ trong việc tìm một cách để chịu hoài và đáp ước nhiệm đọc cho cô rồng trong truyền thuyết. Đầu tiên thì cậu biết đi lấy một cái vest xanh lục và đi tìm năm vàng có các màu tương tự với các màu trong truyền thuyết là màu đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lục và màu tím. Thì sau khi thu học đủ năm vẻ có các loại màu như theo yêu cầu trong truyền thuyết thì cậu biết đã chịu hồi được con rồng. Nhưng sau khi chịu hồi thì con rồng chỉ liếc lên một cái rồi đột nhiên biến mất. Sau đó thì cậu bí dòng bị bất cẩn mà rơi xuống từ những đám mây và bị rơi xuống đất. Sau đó thì đội chồng của bảo bí cùng dẫn đến tàn tật và phải ở lại bệnh viện trong một khoảng thời gian dài. Sau một khoảng thời gian ở bệnh viện thì cậu bí cũng được xuất viện. Đội chồng thì cũng trở nên tốt hơn. Và về lúc đó thì nơi ở cậu bí ở đang có một chiến tranh lớn khắp vùng miền, khiến cho nơi cậu bí ở trở nên sụp đổ, đổ nát. Cậu bí phải sống vài ngày vài đêm ở dưới phòng trú ẩn của mình để tránh bị địch phát hiện. Ở dưới đó thì cậu biết vào nghiên cứu và những vị thần thoại, đặc biệt là giờ những con rồng được tìm thấy ra tại sao cậu biết là không được kết và mong muốn khi gặp rồng trên thi thiết đó. Sau một khoảng thời gian dài thì chiến tranh cũng kết thúc. Cậu biết đã còn trở nên trưởng thành và có một khu riêng được nghiên cứu tiếp vào con rồng thần thoại đó. Có vẻ như cậu biết vẫn chưa từ bỏ trong việc chịu hoa con rồng thần thoại. Và cũng khoảng một thời gian dài sau đó thì cậu biết cũng dần mất đi niềm tin trong khoa học để tìm con rồng thần thoại. Thay vì đó thì cậu bé lại đi chiêu du khắp nơi, đi tìm khắp nơi vạn minh để tìm kiếm sự xuất hiện và đòi hỏi người và hỏi mọi người khắp nơi về con rồng đó, nhưng nó là không có tác dụng. Và sau một khoảng thời gian dài đó thì cậu bé cũng đã từ bỏ trong việc tìm kiếm con rồng thần thoại đó và chìm vào trong sự tuyệt vọng.
bỗng thời gian cho nhanh thì cậu biết ở đâu bây giờ để trở thành một ông già keo tuổi. Ông đều không còn gì khác nữa, The Lamb nữa, và cũng đã tuyệt vọng về việc tìm kiếm con rồng thần thoại đó, và cũng đã hồi tưởng lại cái cuộc đời của mình. Nhưng sau đó thì một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Nó kể sắp đưa những ký ức của cậu bí áo đỏ trở thành những trái màu sắc trong truyền thuyết. Và sau đó thì con rồng đã xuất hiện và đáp lại thành công của cậu bí áo đỏ trong suốt nhiều năm và nơi trong việc tìm kiếm con rồng thần thoại. Thì ra thì cách được chiều hồi của rồng không phải là từ hiếm tớ ghét về màu sắc, mà ở dưới cái bác của hai người, một cậu biết chỉ tuổi và một cụ già keo tuổi như trong truyền thuyết. Thì đó sự tượng trưng cho các trạng xuất trong cuộc đời của cậu bí từ màu đỏ, sự bú ức và tức giận do không được rồng thần thoại thành công mà lại bị mất đi một thứ quan trọng, đó chính là đời chồng của mình. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự hoang mang bối rối của cậu bí vì không biết nhân, vì sao con rồng lại không đáp lại lời thành công như trong truyền thuyết như vậy. Màu vàng tượng trưng cho sự hiếu kỳ về nỗ lực của cậu bí áo đỏ trong việc nghiên cứu về con rồng thần thoại đó. Màu xanh lục tượng trưng cho sự buồn bã tuyệt vọng trong lúc cậu bí áo đỏ không có niềm tin về việc nghiên cứu nữa, mà lại đi chu du khắp nơi, cạnh nơi về mình để tìm kiếm sự tồn tại của con rồng thần thoại. Và sau đó cũng bỏ cái việc tìm kiếm. Còn màu tím là màu cuối cùng, nó cũng là màu tượng trưng cho sự hoài tưởng của cậu bí với cuộc đời của mình. Và sự niềm tin cuối cùng cũng đỡ muốn xác thực lại một lần nữa với con rồng thần thoại kia, và đã đáp lại lời thỉnh cầu của cậu bí. Thì đó là một cái ending rất là tuyệt vời, một cái game rất là hay. Và nếu các bạn mà có cơ hội để mà chơi cái game này thì nên chơi đi, bởi vì rất cực kỳ hay và hát đàn luôn. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại trong những cái tựa game sau. Xin chào và goodbye.